Công ty Sen Vàng vừa tổ chức họp báo chính thức công bố khởi động cuộc thi Miss Grand Việt Nam – Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 và Miss Grand International – Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023. Miss Grand Việt Nam 2023 sẽ diễn ra vào tháng 7 và tháng 8 năm 2023. Ban giám khảo cuộc thi có Hoa hậu Hà Kiều Anh, trưởng ban giám khảo, nghệ sĩ nhân dân Vương Duy Biên, phó trưởng ban, đạo diễn Hoa Nhật Nam, Hoa hậu Thùy Tiên, siêu mẫu Minh Tú, ca sĩ Lona, diễn viên Diễm My 9X, nhà thiết kế Đỗ Long. Trong bối cảnh có nhiều cuộc thi sắc đẹp như hiện nay, ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Việt Nam khẳng định sẽ không hạ thấp tiêu chí để thu hút thí sinh theo bà phạm kim dung ban tổ chức đặt nhiều tiêu chí cho những ngôi vị hoa hậu á hậu về đạo đức ý thức đối với sự cao quý trong sạch của danh hiệu học thức bởi các em phấn đấu không chỉ cho bản thân mà còn là nguồn cảm hứng hình mẫu cho giới trẻ cuộc thi năm nay có sự đồng hành của bệnh viện thẩm mỹ nam an và nhà tài trợ kim cương alastan việt nam cùng nhiều nhãn hàng đơn vị tài trợ khác